Hôm nay mình sẽ giải thích tại sao người ta phối hợp Spiramycin và Metronidazole trong điều trị nhiễm khuẩn viêm nha chu. Đây là vị trí cư trú của vi khuẩn kỵ khí trong cơ thể và tỷ lệ so sánh với ai khí. Đa phần tỷ lệ vi khuẩn kỵ khí tại ai khí ở cơ thể đều ở tỷ lệ 1:1 cân bằng. Nhưng mà riêng ở nếp lợi răng, chính là vùng nha chu và thứ hai là ruột già, thì chúng ta có thể thấy là số lượng vi khuẩn kỵ khí trong ml chất tiết ở khoảng 10 mũ 11 đến 10 mũ 12 và tỷ lệ vi khuẩn kỵ khí tại ai khí là 1.000 trên 1. Cho nên nếu mà có nhiễm khuẩn vùng nha chu hoặc là vùng ruột già thì các bạn có thể nghĩ ngay đến đây là một nhiễm khuẩn kỵ khí. Tại vì ở các vùng này là những vùng thiếu oxy, rất khó để vi khuẩn ai khí có thể phát triển lên nhiều lên và gây bệnh được vì nó hoàn toàn thiếu oxy. Và nếu là vi khuẩn kỵ khí thì đa phần nó sẽ nhạy cảm với metronidazole. Nối giữa xê măng và xương ổ là dây chằng nha chu. Là dây chằng nha chu, nó sẽ có những cái dây chằng nối từ bên này qua tới bên này để giữ. Tại vì cái răng của mình với cái xương của mình nó có liên hệ gì với nhau không các bạn? Nó có chỗ nào nó dính nhau không? Nó đâu có dính gì nhau đâu, thấy không? Cho nên là nó phải có những cái sợi dây giống như là cầu treo gì đó, nó phải treo lại. Nó phải treo cái răng vô trong xương ổ thì cái răng của mình nó mới dính được nha. Cho nên thật ra cái răng của mình nó xem chỗ này, nó mình xem giống như là một cái khớp vậy đó, nó có cái cấu trúc dính vào trong một cái cấu trúc khác ăn khớp với lại cái mô nha chu ha. Thì đây là bảng phân loại vi khuẩn kỵ khí. Thì các bạn có thể nhớ tất cả các vi khuẩn kỵ khí đều nhạy cảm với metronidazole cả, ngoại trừ các trực khuẩn gram dương không sinh ra bào như là con mụn khuẩn Propionibacterium. Cho nên người ta không ai xài metronidazole để điều trị mụn hết, hoặc lactobacillus. Cái con này người ta uống vào mà người ta không cần phải uống cắt với metronidazole, tại vì metronidazole không có ảnh hưởng đến con này. Đây là một số vi khuẩn gây bệnh vùng nha chu. Các bạn có thể thấy là Fusobacterium nó sẽ kháng với Spiramycin khoảng 50% và Actinomyces. Đây là phổ kháng sinh của Spiramycin và metronidazole. Thì như mình đã nói, nó nhạy cảm với tất cả các vi khuẩn kỵ khí ngoại trừ là trực khuẩn kỵ khí gram dương không tạo được bào tử. Và vi khuẩn kỵ khí rất khó để đề kháng với metronidazole, và ngay cả khi nó đề kháng với metronidazole thì nó sẽ đề kháng trung gian, có nghĩa là khi đó chúng ta sẽ tăng liều metronidazole lên vẫn tiêu diệt được nó, hoặc là đổi thuốc qua là tinidazole. Thì vẫn có thể tiêu diệt được các vi khuẩn kháng thuốc. Tuy nhiên, những vi khuẩn vi hiếu khí như Campylobacter hoặc HP thì chúng ta không sử dụng metronidazole đơn độc, tại vì nó rất dễ đề kháng. Nó là các vi khuẩn vi hiếu khí nha. Đây là tác dụng hiệp lực của metronidazole và spiramycin. Thì các bạn có thể thấy là khi mà chúng ta phối hợp metronidazole và spiramycin thì cái mix của thuốc nó giảm hẳn. Ví dụ như Bacteroides fragilis thì lượng spiramycin có thể thấp hơn 16 lần và metronidazole thấp hơn 4 lần. Điều thứ ba là sự khuất tán kháng sinh vào các mô vùng răng miệng. Thì các bạn thấy là nồng độ của spiramycin và metronidazole đối với vùng nướu và xương ổ răng này. Đối với spiramycin thì chúng ta thấy nó cao hơn hẳn so với huyết thanh, và ở xương ổ răng nó cũng cao hơn hẳn. Điều này có thể hiểu được là do spiramycin thuộc nhóm macrolide, mà các bạn nhớ là nhóm macrolide nó đều là các kháng sinh hướng mô, có nghĩa là có nồng độ thuốc trong mô cao hơn so với huyết thanh. Cho nên các bạn có thể thấy là nồng độ nó rất là cao. Còn đối với metronidazole thì có nồng độ trong nướu và xương ổ răng thấp hơn so với huyết thanh. Tuy nhiên có một điều là các vi khuẩn gây bệnh viêm nha chu đa phần nó đều nhạy cảm, rất nhạy cảm với metronidazole. Cho nên với nồng độ này nó đã đủ tiêu diệt được các vi khuẩn kỵ khí rồi. Vì thế trong viêm nha chu người ta có thể sử dụng metronidazole đơn độc và thành công trong hầu hết các trường hợp rồi. Như vậy người ta phối hợp spiramycin và metronidazole vì ba nguyên nhân. Một đó là cái phổ của nó đều tác động trên các vi khuẩn kỵ khí. Hai là nó có tác dụng hiệp đồng. Ba là nó đều khuếch tán tốt vào vùng mô răng miệng. Đây là đặc trưng nhạy cảm của các vi khuẩn kỵ khí. Thì đa phần các vi khuẩn kỵ khí hay gây bệnh, trừ Bacteroides fragilis, đều nhạy cảm với penicillin cả và các beta-lactam. Như vậy các kháng sinh được sử dụng trong viêm nha chu thì chúng ta sẽ sử dụng kháng sinh nào? Một là metronidazole đơn độc,
2 là metronidazole phối hợp với spermicin. 3 là các beta-lactam giống như cefalexin, cefuroxim, amoxicillin. Người ta đừng dùng trong nhiễm khuẩn nha chu hoặc là dự phòng sau phẫu thuật nha chu. Tại sao người ta phải dự phòng phẫu thuật nha chu? Không phải là vì người ta đề phòng nhiễm khuẩn trong răng miệng đâu, mà người ta đề phòng viêm nội tâm mạc bản cấp. Các bạn biết có một con vi khuẩn tên là Streptococcus viridans á. Đây là một nhóm các vi khuẩn. Thì nhóm này đều có khả năng biến đổi glucose tạo thành dextran cả. Và dextran này nó sẽ bảo vệ cho vi khuẩn viridan và khiến nó có khả năng gây viêm nội tâm mạc bán cấp. Và các bạn biết rồi, nếu mà đối với một viêm nội tâm mạc mà nó không điều trị thì tỷ lệ tử vong là gần như 100%. Ngay cả với những điều kiện điều trị tốt nhất thì tỷ lệ tử vong nó vẫn có thể là đạt 20%. Cho nên đa phần người ta sẽ dự phòng sau các phẫu thuật răng miệng. Còn clindamycin thì người ta không dùng trong viêm nha chu, tại vì tác động chủ yếu của nó là khi dùng trong các vi khuẩn kỵ khí gây bệnh ngoài da cơn cơ như là Clostridium hoặc là Bacteroides thôi, chứ nó ít tác động trên các vi khuẩn gây bệnh nha chu.